chào em, Lucky. Chị yêu em nhiều lắm. Ủa, cảnh sát Sương đâu rồi ta? Tôi đây. Amanda, đi làm nhiệm vụ nào. Cẩn thận phía trước. Ôi! Dừng xe lại. Chuyện gì vậy? Anh bạn, có việc gì? Ta bắt ngươi làm con tin. Chắc kia, giúp tôi với. Xe thuộc về ta. Lê Lêu, bắt ta đi. Đứng lại, cứu tôi với. À, đau quá. Tôi sẽ giúp anh. Anh đừng khóc nữa mà. Đi về nào. Wow, xe thật đẹp. Hả? Ê, đừng cắn tôi. Thả tôi ra. Cứu tôi. Hả? Tên khỉ, ngươi đã bị bắt. Thả tôi ra. Im miệng. Anh khỉ, tôi sẽ cứu anh. Thả ta ra, mau lên. Anh trông coi hắn cẩn thận. Tôi đi có việc nha. Ok, cứ tin tôi. Đừng có nhiều lời nữa. Tức thật. Bạn khỉ đang ở đâu vậy ta? Ôi, được đấy. Mày biến đi. Con ông chết tiệt này. Mày chết này. Mày chết này. Chết này. Chết này. Hả? Tiếng gì vậy? Mình đánh trúng cảnh sát rồi. Thích ghê. Mình thật thông minh. Mình sẽ cho cô ta phát nữa. Au. Ngươi được lắm. Có giỏi thì chạy nữa đi. Bạn khỉ, chắc kia, lâu lắm không gặp. Hai người cải tạo cho tốt đi. Xin lỗi, mình không cứu được bạn. Không sao, tớ đã có kế hoạch. Mình sẽ dùng con diều này trốn thoát. 1, 2, 3, đi thôi. Mình đang bay. Mình đã được tự do. Hai tên tù nhân đâu rồi? Mình đã thấy bọn chúng. Hai người không thể thoát khỏi tay ta đâu. Người sẽ biết tay ta. Ta không muốn ở đây đâu. Thả tôi ra. Đáng đời hai tên trộm. Nhiệm vụ đã hoàn thành.